Hello, chào mừng anh em. Chào mừng anh em lại trở lại kênh Chai L PT Nhà Đức nhá. Hôm nay thì mình lại review cho anh em một trong những cái tay cao su đấy, hình lưới câu. Cái này thì rất đơn giản thôi, lắp vào cho tất cả các dòng Hyundai HD đổ lên đến 24 tấn. Thì lắp ở đâu, vị trí như thế nào thì mình sẽ đi cho lắp luôn trực tiếp luôn vào xe cho anh em chứng kiến luôn. Đấy, muốn lắp được cái này bền chắc thì ở đây mình sẽ lắp cho anh em nhá. Đây anh em ạ, tất cả những cái tay đấy ở xe, những xe trùng bệ nó hay như thế này, đúng không ạ? Đây là cái tay móc khóa. Thì mùa đông ấy hay là mùa hè cũng là đau tay, thì đây là một sản phẩm của Việt Nam cũng rất là hay và gọi phải nói là quá thông minh luôn. Đấy, Trung ơi bôi vào đây, Trung ơi bôi vào đây, Trung đừng bôi vào đấy. Đây, Việt Nam mình quá thông minh luôn, sáng chế ra những cái này cắm vào đây nó sẽ không bị đau tay. Và muốn bền đẹp thì chúng ta phải có một chút tác động là keo con chó. Đấy, anh em bỏ cái này ra nha cho mình này. Đấy anh em thấy không? Đó, bôi mấy keo con chó vào đây thì nó thứ nhất là lâu ngày dán ở cao su nó sẽ bám chắc hơn, nó sẽ không bị gọi là đừng bôi lên trên cao, bôi đây mình đút lên nó sẽ đẩy lên trên là vừa. Đấy anh em thấy không, cứ bôi mấy keo con chó hai mặt. Đấy, sau đó là chúng ta ấn cái này vào thì keo con chó nó sẽ có tác dụng là dính cái keo su này lại với cái sắt, và thứ hai là đút vào nó dễ dàng trơn hơn. Đó, chung là luôn đi trơn luôn nha anh em. Đây mình làm được cho anh em xem luôn này. Đó đó em thấy không, rất đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ là hiệu quả mùa đông đó anh em thấy không. Đó anh em đã hết bị đau tay chưa? Đây sau đây mình cầm cũng xa hai cha cha. Đấy anh em phần vừa, đấy đây là sản phẩm hoàn thiện. Chúng nhớ bôi ở đầu nhá, bôi đầu mình đẩy lên là vừa, đừng bôi ở trên. Đấy mình sẽ bôi với keo con chó đây, keo con chó đây, keo con chó này có tác dụng ấy, nó sẽ làm cho đại khái như là nó dính cái này lại nó sẽ không bị bung. Còn nếu anh em ấn vào không thì nước vào hay là những hôm nắng nóng nó sẽ lở cao su ra, nó sẽ dán, thành ra là nó sẽ không bền. Đấy anh em cho vào đấy và ấn. Đấy anh em thấy ok. Đấy đây là nó đang trơn thôi, một tí nó keo con chó nó bám chặt vào nó sẽ chắc anh em nhá. Phải lấy thùng đấy đúng không ạ? Đây một xe thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7-8 cái đến gần 10 cái. Đấy anh em thấy không, rất là hay luôn. Phải nói Việt Nam mình cũng rất hay đấy anh em ạ, Việt Nam mình rất là hay luôn nhá, Việt Nam mình rất là hay luôn, Việt Nam mình rất là hay, cũng rất sáng tạo luôn. Phải nói là cái này ra rất là hay luôn. Không cầm thử em đau tay không ạ? Em luôn. Đấy, có cái này thì keo nó chưa khô em ạ, tầm một tí nữa keo con chó nó khô là nó sẽ chắc. Đấy, rất là hay luôn, Việt Nam mình cực kỳ sáng tạo anh em nhá. Đấy, sáng chế ra cái này rất hay luôn. Đây là cái cao su của Việt Nam mình làm thôi, chứ không phải là bên Tây anh em ạ. Thế nên là mỗi một xe thì nó sẽ bao gồm rất nhiều cái, mỗi một xe thôi tầm 10 cái hoặc 15 cái. Và cái này thì rất là rẻ. Đấy anh em có nhu cầu thì nhớ ủng hộ mình nhá. Đấy ở nhà mình thì sưu tầm cái gì mà anh em được, cái tuyến đường nhà mình ấy là một trong những cái tuyến đường mà đi vào nội đô Hà Nội, thành ra rất nhiều con xe đẹp của các tỉnh qua những đường này. Và những cái gì đẹp ấy thì là mình nhìn thấy anh em làm thì mình nhập về đây bán cho các bác. Đấy và những cái gì mà thấy hay hay thì mình rất hay là để ý. Đấy sau khi bôi keo con chó thì chúng ta chỉ việc anh em này cầm cái này đúng không, ấn mất vào đây. Chúng ta nhớ là cho con chó anh em nhé, đừng dán, đừng úp không. Các bác mà úp không ấy thì là nó sẽ một thời gian sau nó lở ấy, nó lở rồi nó kiểu như là nó sẽ cao su nó chảy giãn ra ấy. Ok đấy anh em thấy không, rất hay luôn. Chúng ta chỉ đây cầm máy quay vào tay mình đang ấn cái này vào đây, cái này rất hay luôn anh em. Cái này khu chợ cá nhà mình các bác chợ cá mua rất là nhiều luôn. Đấy, rất là hay luôn. Thứ nhất là các bác mùa đông ấy, sắp đến mùa đông rồi hay là mùa hè chẳng hạn, tức là không bị đau tay, chúng ta cầm này chúng ta êm tay gập xuống nó không bị đau. Các bác nhìn có cái này vào đỡ đau tay, nó đang đây ở đây ở đây đây rồi đang trơn thôi, tí cái keo nó khô lại thì nó sẽ chắc hơn anh em nhé. Đấy sản phẩm tuyệt vời của Việt Nam, Việt Nam mình sáng tạo hết các bác. Phải nói là Việt Nam mình không kém như Trung Quốc đâu, chẳng qua là bên mình cái nguyên liệu vật liệu nó không nhiều như Trung Quốc thôi, chứ còn đầu óc của mình còn khôn hơn cả Trung Quốc nhiều. Đấy anh em thấy không, ngâm ngập luôn này. Đấy nó kinh đến đây luôn. Đấy anh em thấy không, đấy một xe thì bao gồm là anh em sẽ dán, anh em sẽ quay từng xe, quay từng xe anh em nhé. Đấy, quay từng xe. Các bác nhớ là bôi cái keo con chó nhá. Rồi chúng ta ấn như này anh em này. Đó nhẹ. Rồi
một tay mình đang cầm máy quay, một tay mình ấn vào nút play. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn. Chúng ta để tầm 1 tiếng, 2 tiếng theo cho nó khô lại, mình sẽ bám chặt vào đây luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rất đơn giản đúng không ạ? Rất đơn giản. Đấy, cái này rất là rẻ anh em nhé, nó không đáng bao tiền nhưng mà nó lại cực kỳ hay, nó sẽ không bị đau tay. Đấy, cái con chó thì tầm 1 tiếng 2 tiếng sau nó sẽ bám chặt lại thì nó sẽ không lở. Còn nếu anh em vứt vào không ấy, thì các bác mà chạy hôm nào mưa hôm nào nắng nó sẽ lở cái cao su ra thì nó sẽ không bám được vào. Đấy, cái là hai cắm mất cái cuối cùng này đã hoàn thành xong chiếc xe Hyundai HD đấy của em Hùng. Đây đã xong. Điếu thế. Ôi giời ơi. Thế mà gặp tập kim. Đùa. Đó, đây là keo nó đang trơn anh em nhá. Còn nếu mà keo nó không trơn thì các bác cầm nó sẽ chặt hơn. Đấy, ngày trước thì không có cái này, mình thấy anh em cứ phải cuốn cao su ấy hoặc là lót phải vào vì mùa đông đau tay hoặc là phải đeo găng tay, nhưng đến bây giờ thì anh em không cần nữa rồi. Việt Nam mình rất là sáng tạo và cực kỳ là thông minh luôn. Đúng rồi, bên này đúng rồi. Đây một loạt chưa gặp xuống đây, gặp lốt cho anh em xem luôn này, nó đau tay bao nhiêu luôn này. Đấy, keo nó mấy một lúc sau keo nó khô anh em nhé, keo nó khô lại thì nó sẽ không bị trơn trượt nữa. Nhất là nó tì vào nó không rơi được, nó sẽ không rơi được anh em nhá. Và khi mà bám chắc vào rồi thì là nó sẽ cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, anh em thấy không, keo nó mà khô rồi bám chắc cực luôn đấy. Đấy, keo nó khô rồi nó dính chắc, ấn vào nó khó luôn. Đấy, anh em thấy không, bắt lực kinh luôn. Đấy, cái cuối cùng này. Đấy, tất cả những dòng xe làm mà dùng đang dùng cái tay khóa này thì dùng được cái này anh em nhá. Còn tay khóa tròn thì không dùng được, dùng được thôi, tay khóa tròn dùng được nhưng mà nó sẽ trơn, nó không bằng cái ngạnh này. Đấy. Không bắn nhanh lắm. Đấy. Ok anh em, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Thank you. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất là nhiều.